khi tất cả chỉ thấy bóng tối, người chiến thắng thấy con đường rộng mở. Khi tất cả gục ngã, người chiến thắng dấn thân chinh phục. Khi bị đẩy tới tận cùng, người chiến thắng bứt phá mọi giới hạn. Vì ở cuối con đường, vinh quang chỉ dành cho người chiến thắng. Honda Winner 150, lái chất, sống trọn.